không không có nghe lời, không có được về trời. Con Phật có khù khờ vậy mà được về, đó là vậy đó. Thì lâu nay chú độ được rất là nhiều triệu triệu người trên thế giới hiểu được cha với mẹ là ai, cha trời mẹ đất. Mà ngày xưa ông bà tổ tiên mình cả hàng trăm năm á, thường lấy cái lon sữa bò á, để đằng trước cửa nhà đó thì khấn, thì là ông trời. Thì đây thì cũng vậy thôi, thì thay vì mình ra sân mình khấn ông trời, thắp nhang lại ông trời, thì bây giờ có hình cha mình để trong nhà đó, mình cũng được, hoặc là mình để lon sữa bò cũng được, đó là phong tục của mình. Thì hôm nay chú có cái chân dung thì mình thờ trong nhà cũng giống nhau. Rồi mẹ đất tạo ra cái trái đất, mẹ đứng trên trái đất là ở đây là mẹ nè đó. Có nhiều đó thôi. Còn Phật không phải là đạo Phật. Ngày xưa Phật Thích Ca ở trong rừng giảng đạo 45 năm, thì lúc đó Ngài A Nan và tất cả đệ tử hỏi Phật, lúc đó Phật cũng già rồi phải không, Đức Thế Tôn 45 năm dạy cha dỗ chúng con quần pháp, có diện gì mà Đức Chí Tôn chưa dạy cho chúng con. Thì lúc đó ngồi trong rừng ngay mùa thu thì lá nó rớt xuống đầy trong rừng hết, thì Phật bỏ cái tay xuống, Phật đưa lên, tất cả những gì 45 năm ta dạy cho các con chỉ là một nắm lá này thôi, trong vũ trụ rất là nhiều chuyện ta không có thể nói hết. Mà trong khi một rừng lá mà Phật chỉ nắm một nắm lá, Phật nói như vậy, thì quý vị cứ nghĩ thử, hôm nay mấy thầy lên trên đó rồi cứ nói với Phật tử là không có tin cha, không tin mẹ, cứ tin mấy ổng thôi. Thì hôm nay đó thì một đống ở Việt Nam có một cái ban bệ đem mấy thầy ra hạch hỏi đó. Thì con cứ nghĩ thử, cha là cái thân cây, Thượng Đế tạo ra nhân loại, tạo ra 36 tầng trời, tạo ra chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh, và tạo ra cõi thủy cung ở dưới là Ngài cai quản hết, đó là cha. Nhưng mà mỗi một lâu lâu khoảng mấy nghìn năm, 2600 mấy năm về trước, Phật Thích Ca ra đời là một cái nhánh cây trong cái thân cây, đúng không? Mà Chúa Giêsu ra đời 2022 năm là một cái nhánh cây. Ông Mohammed ra đời sau đó cũng là một nhánh cây. Cứ nghĩa là mỗi cái đạo mọc trong mỗi cái thân cây của mỗi cái vùng miền, nó thuận tiện của cái phong thủy của dân ở vùng đó, họ sống để họ học. Nhưng mà tất cả đều là một, ăn hiền ở lành, học cái chữ hiền thôi. Mà hôm nay mình lại đấu đá nhau rồi vì thánh chiến. Chỉ có đạo Phật là đạo không có đổ máu, ai bệnh cũng kêu ông trời, ai vui cũng kêu ông trời, ai trúng số cũng kêu ông trời, ai sạt nghiệp cũng kêu ông trời, cái gì cũng kêu cha hết. Thì trong tương lai đạo Thiên Tâm sẽ thống nhất thế giới, thì chỉ có thờ cha là độc nhất thần, rồi sau đó mình học Phật để cho thế giới được hòa bình. Và cái dấu hiệu này là dấu hiệu của Phật Di Lạc. Trong tương lai Ngài xuất hiện, Ngài sẽ giải thích. Thì Kiệt là người truyền tin. Kiệt truyền tin trước là vì sao? Là vì trong những 3 năm cuối cùng của Hạ Nguyên, của thời mạt Pháp, rất là nhiều chuyện nó xảy ra mình không ngờ. Thì bao nhiêu chuyện xảy ra, Covid, người thân mình ra đi một cách đột ngột, có những người cả nhà chết, chưa còn lại có một hai đứa nhỏ. Có những cái ra đi con người không thể nào tính trước được. Những cái chiến tranh xảy ra đột xuất, Nga đánh Ukraine, tới ngày hôm nay biết bao nhiêu tan tóc, biết bao nhiêu người chết một cách vô lý. Cả cái Âu Châu người ta đang sống vui sướng, mà hôm nay ngày đêm phải hồi hộp, không biết tối nay mình có bị bom nguyên tử nó nổ rồi mình đi luôn hay không. Ai vậy đó, Phật biết bao nhiêu chuyện dồn dập liên tục xảy ra những năm gần đây. Thì Kiệt lên đây Kiệt nói để cho quý vị là một cái thiền bát nhã cuối cùng, một cái cơ hội cuối cùng
và một cái lời từ bi của cha của mẹ và của các chư vị để mà cho những đứa con